Mối tình màn ảnh của Lý Hùng và Việt Trinh. Lý Hùng sinh năm 1969 và là con trai của cố nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh. Anh từng là thời thanh xuân của nhiều thế hệ 7X, 8X và được xem là ông vua màn bạc những năm thập niên 90. Với độ nổi tiếng của mình vào thời điểm đó, anh từng được Guinness Việt Nam ghi danh với kỷ lục là nam diễn viên có mức cát-xê cao nhất Việt Nam. Một trong những dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Lý Hùng phải kể đến từ sự kết hợp ăn ý với Việt Trinh, mỹ nhân màn bạc thập niên 90. Cả hai từng góp mặt cùng nhau qua nhiều bộ phim đình đám như Ngọc Trong Đá, Thăng Long Đệ Nhất Kiếm, Đôi Ngà Đường Tình và đều thành công vang dội. Nói về sự kết hợp ăn ý giữa mình và Việt Trinh, Lý Hùng từng trải lòng rằng sự ăn ý này đã có từ hơn 20 năm trước và anh cũng tự nhận rằng Việt Trinh là người hòa hợp và đẹp đôi nhất với mình từ trước đến nay.